Hello mọi người, thì mình cũng thấy đây, đây chính là ROG Elite, một cái máy chơi game có thể nói là tốt nhất tại thị trường Việt Nam, bán chính hãng trong năm 2024 ha. Thì các bạn chắc chắn các bạn cũng đã đọc rất là nhiều những bài review, coi review của những bên YouTuber nổi tiếng về cái máy này rồi. Cho nên hôm nay mình sẽ không đi lại review từng thành phần chi tiết của nó nữa, thay vào đó mình sẽ tiến hành test hai cái điểm mạnh nhất của nó, đó chính là việc chơi game và cũng giống như thời lượng pin nó như thế nào nha. Rồi, nhưng mà cũng thấy ở đây, nãy giờ do mình cũng setup này là các kiểu thì pin hiện tại của cái máy này đang ở mức 91%. Nãy mình sạc lên được khoảng 98%, sau đó mình phải thiết lập độ sáng màn hình rồi game các kiểu để có thể quay cho các bạn đó, thì nó còn 91%. Rồi để coi bây giờ là 10:20 ha, coi dấu chuẩn như thế nào. Thì ở đây mình sẽ test những cái tựa game mà nó mình có sẵn, mình hay chơi nhất luôn nha. Có thể cái set game này nó sẽ không giống như các bạn, nhưng mà cũng sẽ cho các bạn thấy được phần nào cái máy này nó chơi game như thế nào ha. Rồi đầu tiên thì bây giờ mình sẽ đi qua một chút xíu về cái việc gọi là mình đi qua về cái setting của cái máy này đi ha. Okay, thì setting của cái máy này có gì? Đây, mình sẽ cho các bạn coi. Cái đầu tiên đi, mình sẽ vô cái phần device info thì các bạn sẽ thấy là con ROG Elite này, ROG Elite này có một cái chip xử lý là Ryzen Z1 Extreme, kết hợp với đó là một màn hình Full HD, tần số quét là 120Hz có cảm ứng, và cái cực kỳ ngon luôn đó chính là một cái bộ nhớ RAM lên tới 24GB LPDDR5X 7500MHz. Cái này có thể nói là một sự vượt trội so với những đối thủ khác trong trong bán chính hãng tại thị trường Việt Nam ha. Và cũng biết rồi, thì trước đây mình đã từng review con MSI Claw rồi đó. Con đó thì mình cũng khá là thích nó, bởi vì cái cầm của nó đó mình cảm thấy rất là thích. Nhưng mà có một cái là nó bị hạn chế ở cái phần RAM. Thì việc có 24GB RAM này nó sẽ như thế nào mình sẽ nói trong phần mình chơi game ha. Rồi, bây giờ sẽ quay trở lại với cái màn hình Steam nha. Đây thì mình sẽ thấy đây có rất là nhiều những tựa game, và mình đang để mặc định là màn hình là Full HD. Chế độ mà mình để ở đây các bạn sẽ thấy là chế độ là Turbo Mode 25W. Chiếc máy này sẽ tổng cộng có 4 chế độ. Chế độ đầu tiên là chế độ 13W, là chế độ này là các bạn sẽ gọi là dùng để gọi là làm việc, lướt web, nghe nhạc YouTube cho thoải mái, ăn cực kỳ ít điện luôn. Cái thứ hai là chế độ Performance 17W điện. Chế độ thứ ba là chế độ Turbo 25W điện. Và cái cuối cùng là cái khi các bạn cắm sạc vô, sạc chuẩn bị đi 100W trở lên nha, thì nó sẽ ăn được Turbo 30W điện. Thì bây giờ mình sẽ để mức cao nhất trong việc dùng pin, đó là 25W điện nha. Rồi, bắt đầu test game thôi. Đầu tiên mình sẽ chơi tựa game Persona 3 Reload. Đó. Khi mà các bạn mà chơi thì chắc chắn là cái máy này nó sẽ nhận diện luôn cả cái cụm bàn phím rồi ha. Load cực kỳ nhanh luôn ha mọi người. Rất là nhanh luôn, không khác gì một cái PC cả. Đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ bật những cái tính năng tùy theo từng tựa game ha. Thì cái này nó trong tựa game này thì chỉ cần bật anti-lag lên mà thôi, có nghĩa là chống giật lag. Đây nó sẽ nhận luôn cả phím nha các bạn, không cần phải setup gì hết, chỉ cần vậy mà vô chơi thôi. Và ở đây mình đã để sẵn Asus có một cái rất là hay nha, là cái phần mềm Armor Gray của Asus cho các bạn hiển thị được việc dùng CPU, việc dùng GPU, thời lượng pin và số FPS luôn, các bạn không cần phải cài phần mềm bên ngoài. Này là cực kỳ ngon dành cho những bạn nào mà mong muốn gọi là test thử coi cái máy của mình nó hiệu năng nó như thế nào. Rồi, vào game thôi. Rồi thì nói sơ một chút ha, thì đây cũng không phải là một tựa game quá nặng, đây là một tựa game một tựa game gọi là classic RPG của Nhật Bản luôn. Một tựa game các bạn sẽ nhập vai một anh chàng học sinh, phải có một cái đội nhóm đi vào một cái thế giới song song vào buổi tối, chiến đấu chống lại quái vật và cứu hành tinh. Các bạn thấy không? Thì các bạn thấy là cái tựa game này nó chơi cực kỳ mượt mà luôn. Từ cái việc mình di chuyển góc nhìn hay chạy thì gần như là không có hiện tượng giật lag xảy ra. Các bạn sẽ để ý trên đây là cái số FPS nó chạy thẳng tắp luôn. Bây giờ mình sẽ vào gọi là vào phần setting đi ha. Mình sẽ cho các bạn coi cái cấu hình của con này như thế nào. Đây, thì đây. Đây là một tựa game cực kỳ nhẹ, cho nên các bạn thấy là mình để cái mức gọi là setting gọi là 100% high luôn. Và cái frame rate limit là 120. Tất nhiên đó là sẽ không lên đến 120Hz đâu. Nhưng mà đối với những tựa game gọi là dạng gọi là classic RPG như vậy á, thì tầm 4 mấy 50, 60 là các bạn thấy độ mượt rồi. Bây giờ mình sẽ đi thử đánh cho các bạn coi nhé. Đây các bạn cũng thấy là mình đã lên được tới hơn 100fps luôn. Cực kỳ mượt mà luôn ha.
Các bạn thấy là mình đang để chế độ gọi là Full HD 120Hz. Thì tất nhiên sẽ có những tựa game mình sẽ chỉnh xuống gọi là độ phân giải 720p. Lý do là thì làm sao lát nữa mình sẽ giải thích ha. Còn riêng với tựa game nhẹ nhàng như vậy thì mình cứ như vậy thì mình đi thôi. Với mỗi tựa game mình sẽ chơi khoảng chừng 10 phút nha các bạn. Bởi vì có rất là nhiều game để test. Dành cho những bạn chưa biết thì Persona có thể nói là một trong những tượng đài về JRPG tính đến hiện tại, bên cạnh Final Fantasy hoặc những cái dòng game nhập vai khác. Thì tựa game này đã ra tới phần 5 rồi. Tuy nhiên phần 3 thì vừa mới được làm lại thôi. Các bạn nào mà hồi xưa mà chơi trên PSP thì chắc chắn sẽ biết tựa game này. Đấy. Tựa game này thì chơi rất là nhàn, bởi vì không cần phải gọi là action liên tục, chỉ cần chọn skill mà đánh nó thôi. Rồi, dính chiêu chí mạng rồi. Mày đi rồi con ơi. Một điểm mình thấy khá là lạ là cái tựa game này cái lúc mà mình test trên con MSI Claw nó vẫn còn bị lắc. Thật sự là khá là khó hiểu. Trong khi con kia cũng là Intel Core Ultra 7. Cái vấn đề chỉ nằm ở RAM thôi các bạn. Cái vấn đề lát nữa mình sẽ nói sau. Khá là cây cú. Đây là một tựa game đi theo dạng đúng là đi dạng đi động đó các bạn, dungeon á. Các bạn sẽ đi tìm đường ra và trên đường đi thì các bạn sẽ gặp những con quái như vậy để các bạn có thể gọi là train để lên level. Các bạn có thể né đi, nhưng mà mình nghĩ là chơi những tựa game này thì chúng ta cần phải cày level á, cho nên là cứ gặp là quýnh thôi. Thằng này hả? Đâu thử coi nó có sợ gió, nó có sợ điện không? Không sợ điện. Cho nó miếng gió coi. Rồi, thằng này sợ gió. Đấy, rồi, nguyên team bay vô đập. À, tựa game rất là weebu ha, nhìn rất là dễ thương. Mình chơi á, thì mình chơi được phần 3 với phần 5 rồi. Phần 4 thì mình chưa chơi. Để coi, chắc là qua cái phần này đi, mình sẽ chơi thử phần phần 4 coi như thế nào. Phần 4 là Golden. Đồ họa nó hơi kém một tí so với phần 3 với phần 5. Nút đều hoạt động mượt mà ha. Chung mà sẵn đây trong lúc mình đi thì mình sẽ nói luôn. Như mình có nói trong video về MSI Score thì cái việc mà chơi game trên một cái máy chơi game cầm tay á, nhiều bạn rất là dễ bị hiểu lầm. Đó là cái trọng lượng của cái máy chơi game cầm tay nó phải nhẹ để dễ dàng cầm để chơi. Nhưng mà các bạn cứ thử các bạn cầm trên không đi. Các bạn ngồi trên xe buýt hay bạn cầm gì các bạn chơi đi. Rồi là cực kỳ mỏi tay luôn, cho nên cái tư thế chơi tốt nhất là các bạn nằm ở trên giường, các bạn để trên nệm hoặc các bạn để trên bàn giống mình nè, là dễ chơi nhất, thoải mái tay nhất. Chứ mà con máy này pin nó cực kỳ to nữa, 80Wh lận, cầm trên tay mà không có điểm tựa là cực kỳ mỏi tay luôn ha. Nãy giờ chơi thì pin nó tuột từ, để mình coi 90% xuống còn 83% pin. Tuột cũng tương đối, tất nhiên là do là mình đang để chế độ gọi là max setting mà mọi người. Mình đang để chế độ gọi là turbo 25W cho nên nó ngốn tương đối là nhiều điện đó. Đi, vào. It'll take a little more time.
Ồ, con này chống vật lý. Thế thì cho bạn một chút gió. Thì nãy giờ mình chơi các bạn sẽ thấy là đây tựa game này nó ăn khoảng chừng 24% CPU thôi. 30% và GPU thì ăn lên tới khoảng chừng 80-90%. Đó, game mà các bạn thì nó sẽ ăn nhiều vào GPU ha. Chính vì vậy cái việc mà GPU nó có nhiều dung lượng VRAM hay không là rất quan trọng nha các bạn. Đó. Một tựa game nhẹ như vậy thôi mà đã ăn rất là nhiều ha. Bởi vì đơn giản thôi, con máy này nó vẫn chỉ là xài cạc tích hợp thôi chứ không phải là một cái cạc rời, cho nên nó phải dùng khá là nhiều RAM ha, VRAM ha. FPS thì vẫn là ổn định. Rồi tìm đường đi khác rồi. Cái này đi ra rồi ta, nó đi xuống rồi. Rồi, như vậy thì cũng coi như là mình đã test xong cái tựa game đầu tiên rồi ha.
Nói chung với một cái tựa game nhẹ nhàng như vậy á, thì không có gì làm khó được cái máy này hết. Thôi, end game. Và dung lượng pin còn lại là 78% pin, có nghĩa là nó tiêu tốn khoảng chừng 10%. Rồi, bây giờ sẽ chơi thử Batman Arkham City. Rồi, có luôn. Thì nói chung là Arkham City là một tựa game ra mắt cũng rất là lâu rồi ha. Cực kỳ lâu luôn. Một những tựa game rất là đẹp của khoảng chừng 7, 8 năm, 9 năm về trước. Thì để coi cái tựa game, cái máy này nó chơi như thế nào ha. FPS nó khá là ổn định, khoảng giữ được cái mức gọi là trên 60, cụ thể là 62 ha. À, các bạn thấy không, khi mà chơi cái tựa game này á, thì trên cái tay cầm á, hai bên á, có độ gọi là rung phản hồi, nó tạo cho mình cảm giác là có mood chơi game hơn là khi á, mà chúng ta chơi bằng bàn phím với chuột ha. Đó, đây cũng là một cái hay khi mà các bạn chơi một cái máy chơi game cầm tay ha. Rồi. Try and get one over on me, will you, Hoth? I don't think so. Tựa game này ra mắt cũng lâu, cho nên là các bạn sẽ thấy là cái lượng CPU với GPU ăn nó không quá nhiều ha. CPU ăn chỉ tầm mười mấy phần trăm, trong khi đó GPU là khoảng chừng 50-60%. Lúc này là Batman đang bị bắt, nhưng mà chưa ai biết ổng là Batman hết, chỉ biết là Bruce Wayne thôi. Thế nhìn xung quanh rồi. Up until this point, you have shown total disregard for the law, for society. What the hell are you doing? You think we wouldn't hear you? Rung đảo quá ta. Welcome to Arkham City. What are you doing here? I'm about to kill you, but you're gonna die in here. You're gonna be my bitch, will you? Back on the ground. What are you waiting for, Wayne? Line A, move! Wayne, you're in line A. Hey, Wayne, boy. I hear penguins, but... Line A! I'm cash security. You work for the penguin? What's it? You two get out of the way. Wait, get your ass up here. Break his face. Come on. Smash Bruce Wayne. You're on my list. Nghe mấy thằng cậu phạm này nó cay ông Bruce Wayne này lắm. Move up, prisoner. Lower your weapons. Mr. Wayne will not be any trouble. Will you, Mr. Wayne? The cuffs can stay on. We don't want to make things too easy, do we? Close the doors. Prepare for insertion.
Rồi. Rồi sẽ có bạn sẽ đặt câu hỏi là cái việc mà chơi bằng những cái phím mặc định với lại những cái cần joystick này của con ROG Ally-X này so với tay cầm Xbox controller thì nó như thế nào? Thì mình phải nói là nó 1 9 1 10 á, mình thấy rất là thích á, mình cái kiểu nó đặt ở trên đây, những cái nút ở đây mình thấy hoàn thiện rất là ổn, chơi rất là tốt, nhất là những cái cầu sau lưng nha các bạn, bấm rất là đã luôn. Một tựa game ra mắt 10 năm rồi mà vẫn đẹp ha. Chơi trên những cái bay cầm tay này nhìn đã thiệt. On your feet, Ryder. I can't leave Ryder alone. They'll kill him. I said get up. Trên đầu mấy thằng này có những cái giống như là Spider Sense của Spider-Man đó nhỉ. Game này ra cũng lâu rồi, 10 năm rồi, nhưng mà các bạn thấy kiểu combat này mình thấy nó tương đối là giống với game Spider-Man ha. Cũng là gọi là đánh đấm rồi có cái nút hiện ra thì bấm nút để né ha. Nhìn khá là giống luôn chứ. Ground and contact Alfred. Độ sáng màn hình của con ROG Ally-X này cũng là tương đối cao nha. Chơi trong nhà thì tất nhiên là ổn rồi. Còn nếu mà chơi ngoài trời thì mình thấy nó cũng ok luôn. Mình đã từng cầm cái máy này ra ngoài đường công viên mình chơi rồi, thấy nó ổn luôn. Mày hả Penguin, một đấm. Bây giờ phải leo lên lầu để biến thành Batman. Úi. Ôi, bao nhiêu chim này trời. Đấy, lấy đạn. Got my location. Only just, sir. There's more interference than usual. I need an immediate drop on the roof of the Ace Chemicals building. I'm on my way there now. Of course. Alfred.
good. Have you got my location? Only just, sir. There's more interference than usual. I need an immediate drop on the roof of the Ace Chemicals building. I'm on my way there now. Of course. Your incarceration on the evening news. Was getting yourself arrested a part of your plan all along? Not exactly. Although I did get some one-on-one time with Hugo Strange. And how was that? Not good. He knows that Bruce Wayne is Batman. He also told me that something called Protocol 10 will make him famous. I can't leave Arkham City until I find out what it is. Bộ áo giáp tới đấy. Rồi, biến hình thôi mọi người ơi. À, quét dựng tài, bộ đồ xuất hiện. Xịn liền. Quá đẹp luôn. Có thể nói đây là một trong bộ ba game Batman hay nhất thập kỷ trước rồi. I'm going to hack into their communications. Out of that bar. Kill him!
kill you, freak. We're gonna rip you apart. Rồi, thì nãy giờ mình đã test rồi game Batman ha. Batman này thì nó không quá là nặng, chơi rất là mượt, lúc nào cũng giữ vững cái số FPS trên 60, lâu lâu giật xuống khoảng 5 mấy. Nhưng mà về tổng thể chơi thì mình không có thấy hiện tượng giật lắc nào cả. Rồi, bây giờ mình đã test xong cái tựa game này, bây giờ mình sẽ qua một tựa game khác. Mình về cho nó nhanh. Lô luôn. Đấy. Như nó không cho close kiểu đó. Rồi, tắt game. Máy còn 66% pin à, khá là tốt. Bây giờ qua một chút về tựa game đối kháng đi ha. Dragon Ball. Dragon Ball thì dạo gần đây thì các bạn sẽ thấy nó ra một cái tựa game Dragon Ball mới, đó là Sparking Zero. Nhưng mà không hiểu sao mình không thích cái style đó lắm. Style mà đánh đối kháng mà đánh 3D á. Theo mình thấy đối kháng thì chỉ nên là 2D rồi hình ảnh nhân vật 3D thôi thì nó sẽ hay hơn. Ví dụ như tựa game mình vẫn đang chơi đây, Fighter Z đây. Mô hình nhân vật là 3D nhưng mà sẽ đánh theo chiều ngang ha. Các bạn sẽ thấy là Mortal Kombat hay là Street Fighter thì cũng đi theo cái phong cách này. Rồi, vô option, rồi graphic rồi. Rồi, các bạn cũng thấy ở đây thì mình đang để ở chế độ gọi là HD. Ủa, sao nó cho có hình HD ta? Chỉnh lại rồi. Full screen, rồi. Đây, để full screen thì chúng ta sẽ lên được full HD ha. Các bạn cũng thấy không, mình sẽ để mọi thứ là 2 hết, thử coi như thế nào ha. Picture quality max luôn. Đó. Ok. Coi coi chơi được không? Thử coi đúng không? Ok. Vô. Cái này là cái giao diện gọi là chọn chế độ chơi ha, cho nên là cũng không có gì gọi là quá nặng, vẫn giữ được 60 fps. Bây giờ vô story mode, chế độ continue. Krillin hay là đánh Thiên Sinh Han đây. Thôi, quýnh người bạn của chúng ta đi. Chơi bạn ơi. Kêu là đẩy lên để chơi được chiêu. Ok. À, cái này là Dixia. Chơi một phép đấy. Số FPS thẳng tắp luôn các bạn, 60 luôn. Chơi ở chế độ mắt đồ họa luôn.
Chip Ryzen Extreme này mạnh ghê á. Nhưng mà tất nhiên đây chỉ là những trợ tử game gọi là anime hoạt hình nhẹ nhẹ thôi, chưa có gì gọi là nặng nề hết. Mình thấy là những cái máy chơi game cầm tay này về các bạn mua về các bạn chơi những tựa game giải trí nhẹ nhàng kiểu này nè, nó lại vui đúng không? Cầm trên tay game đối kháng hoặc là chơi game đá FIFA đó. Hôm nay mình sẽ không có test FIFA hay PES bởi vì mình không là một người không có chuyên về đá banh, nhưng mà các bạn mua này về thì chơi cái đó có vẻ ổn đó. Hoặc là các bạn chơi giả lập cũng được đúng không? Các bạn có thể chơi giả lập là những tựa game của PS3, PS2, thậm chí là Nintendo Switch cũng chơi được luôn ha. Nhưng mà tất nhiên rồi, do là tình trạng bản quyền cho nên là mình không thể nào mình test cái gọi là cái những cái tựa game gọi là sao ta, nó liên quan tới giả lập được. Rồi, nói chung thì Dragon Ball chất test vậy cho các bạn coi là đủ rồi ha. Chơi max setting, không có gì phải lăng tăng cả. Thôi, out ra. Vừa qua thì đây là một tựa game ra mắt từ năm 2018, nhưng mà chỉ là độc quyền trên PS4 mà thôi. Thì sau đó hình như khoảng 2-3 năm gì đó thì nó mới lên được PC ha. Mà lên PC là ngày tối ưu lại rất là cực kỳ tốt luôn. Nghe đồn á là năm sau Sony sẽ mang Spider-Man 2 với lại God of War Ragnarok lên thì không biết như thế nào. Thôi, có gì chơi đó trước. Rồi, trước khi vào thì mình sẽ vào phần setting, gameplay, graphic. Đây thì các bạn sẽ thấy là đang để chế độ gọi là mặc định original hết ha. Còn thì chế độ low nè, và chế độ high nè. Và mình sẽ thấy là VRAM nó sẽ dùng ở chế độ original là 4GB. Nhưng mà nếu mà chuyển lên trên 2 á thì sẽ ăn nhiều hơn và báo đỏ rồi các bạn. Còn lên Ultra là hết nổi luôn. Cho nên là bây giờ mình sẽ cứ để original chơi đi. Bởi vì các bạn có một cái lời khuyên cho các bạn á, là khi các bạn mà chơi những cái máy chơi game cầm tay á, thứ nhất cái màn hình nó không quá là to. Chính vì vậy ở cái khoảng cách nhìn như vậy thì các bạn không cần phải để độ phân giải quá là cao đâu. Với những tựa game nào mà nó các bạn chơi mà thấy nó lắc quá đi thì các bạn chỉ cần chuyển xuống độ phân giải HD thôi, để đánh đổi lại cái số FPS nó ổn định hơn thì các bạn chơi nó ok là nhiều và các bạn sẽ không bị gọi là thấy cái điểm ảnh nó quá là rổ hay là gì đâu.
Các bạn thấy không, Nintendo Switch đó, mà ra mắt từ năm 2016 vẫn là màn hình HD nhưng mà vẫn có nhiều tựa game siêu phẩm, mà đặc biệt là tối ưu tốt, chơi rất là mượt đúng không? Chúng ta quan tâm tới content của game và cái trải nghiệm chơi nó mượt mà là nó ok rồi. Rồi, các bạn thấy khi mà để chế độ mà original thì các bạn sẽ thấy là gốp qua chạy ổn định khi chưa quýnh nhau ở mức gọi là 48-49. GPU là coi như là vắt kiệt sức GPU luôn. Chính máy gần như 100% rồi, 98% rồi. CPU thì vẫn ngon lành. Chơi cũng tương đối mượt đấy chứ, mà đẹp ghê á. Đúng là game của qua này làm cái môi trường nó đẹp ghê, nó rất là tinh tế luôn. Để coi game này chơi như thế nào, lát nữa vào đánh nhau á thì mình mới biết được là nó được hay là không. Thôi chọi nó các bạn ơi, đau quá không chơi quên mất rồi. Lúc này là cái đoạn vừa trở về nhà nè. Inside, boy. Lúc này là mẹ của Atreus vừa mới mất, là một người khổng lồ, cũng là vợ của ông Kratos này. Lúc này thì thằng bé đấy nó chưa biết mình là Loki đâu, cái đó phải qua tới cuối phần 1 qua phần 2 thì mới biết ha. Lúc này là ông này, ông sau khi ông chinh chiến ở Ai Cập xong thì ông muốn về vườn rồi, đi vòng quanh thế giới, lạc qua tới Bắc Âu. Sau đó cưới vợ sinh con, nhưng mà cuối cùng vẫn không thoát khỏi những tay những vị thần. Lần trước đó là vị thần Ai Cập, còn bây giờ là phải đấm nhau với những vị thần Bắc Âu. You lost control. That thing was trying to kill us. It's not like you don't get angry in a fight. Anger can be a weapon. If you control it, use it. You clearly cannot. When you... I haven't been sick in a long time. I'm better now. Fine. Come on then. Mình nghĩ nha, nếu mà với cái mức đồ họa như vậy là cái mức đồ họa original, chắc là giống như là ở trên PS4 Pro đó các bạn. Cái số FPS nó cũng vậy. Nhưng mà FPS 4 Pro thì tất nhiên là tối ưu tốt hơn, chúng ta sẽ chơi ở độ phân giải tới 4K lận. Còn đây thì thôi, chơi Full HD nhưng mà nó mượt là được rồi. Again. Stop it. Again.
lost in it. Leatherhead is difficult. And you, Atreus, are clearly not ready. What was that? Quiet. Hiding anymore. I know who you are. What's going on? Do you know him? More importantly, I know what you are. Boy, we need the floor. Now. But you told me never to go down there. Who is that? I do not know. What's he talking about? I do not know. Get in. Just tell me what I want to know. No need for this to get bloody. Who are you hiding?
again. You talk too much. You won't talk? Fine. Maybe whoever it is you got stashed in that house will. From Spartan Racing. Nãy giờ là mệt rồi, nhưng mà thằng kia là thằng người bất tử, cho nên thôi bây giờ phải ráng chạy về tới nhà thôi. Lết về. I feel nothing!
Thôi, nói chung với một cái tựa game mà AAA của Sony cách đây 4-6 năm 2018 mà chơi mượt ở chế độ original trên máy này thì mình thấy nó quá ok rồi. Các bạn sẽ thấy là cái biểu đồ FPS nó nhảy từ 3 mấy tới 4 mấy, 5 mấy, nhưng mà đối với một tựa game mà hành động á thì mức FPS này nó rất ok, không có gì phải gọi là phải lăn tăn hết. Bây giờ thì mình sẽ gọi là mình qua mình test một cái game khác ha. Thì các bạn cũng thấy mình test nãy giờ thì pin còn 44% ha. Và tính ra là nãy giờ là đúng 1 tiếng đồng hồ rồi. Nó chạy từ 90 xuống còn 44, có nghĩa là tiêu tốn khoảng chừng một nửa thời lượng pin rồi các bạn. Cho nên mình nghĩ là một cái máy chơi game mà các bạn chơi liên tục thì chắc chắn là các bạn sẽ chơi được khoảng chừng 2 tiếng, tầm 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi là maximum, hoặc là 3 tiếng. Nhưng sau đó thì các bạn sẽ cần phải cắm sạc lại ha. Nãy mình test gốc qua rồi nè, Dragon Ball, Batman. Rồi, bây giờ sẽ tới một trong một cái tựa game nó nặng nề hơn ha. Resident Evil đi. Play. Còn tựa game bắn zombie. Game cuối cùng mình test sẽ là game Black Myth Wukong ha. Bởi vì cái game đó mình thấy là nó được rất là nhiều bạn quan tâm. Và cái thứ hai là lúc mà mình chơi trên con chơi ở trên con MSI Claw thì nó không có mượt. Rồi, bây giờ mình sẽ tới tựa game tiếp theo là tựa game Resident Evil 4 ha. Một tựa game bắn zombie năm ngoái rất là nổi tiếng. Resident Evil 4 này là một phiên bản làm lại của Resident Evil 4 ra mắt vào năm 2006. Đầu để coi tính ra là cũng khoảng mười mấy năm rồi. Một trong những tượng đài về game kinh dị bắn zombie. Ê, tự nhiên số FPS nhảy lên trăm năm mấy thấy ghê quá bạn. Chắc là màn hình lock screen thôi chứ cái màn hình của con ROG Alliance này của chúng ta thì chỉ có độ phân giải Full HD với lại tần số quét 120 thôi. Để coi bộ game như thế nào nha. Game này mình thấy nó load hơi lâu so với những tựa game kia, chắc là do nó nặng hơn. Nhưng mà để coi. Rồi đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi từng phần nha. Bây giờ cái preset để chế độ gọi là đây, nếu mà chế độ gọi là tối ưu về mặt đồ họa, các bạn sẽ thấy là cần phải có cả đồ họa 8GB cộng. Còn ray tracing hoặc là max thì thôi khỏi nói, chơi không có nổi đâu. Bây giờ mình sẽ cho chế độ gọi là cân bằng trước nha. Rồi chúng ta sẽ có là Full HD 120Hz. Phim thì sẽ là phim 4K. Ray tracing tắt, mọi thứ tắt, chỉnh các kiểu. Rồi ok, tắt ra. Bây giờ sẽ thử vô. Chapter 9. Rồi chưa gì à, thấy hơi lắc rồi mọi người. Nhưng mà lắc hồi tự nhiên giờ lại ổn định lại nè. Độ phân số FPS là đang ở vào mức gọi là 40 mấy với lại 50 mấy. Tương đối ổn định. Nhảy xuống dưới. Ashley, stay up there. Okay, be careful. Đi đâu đi, lâu quá không chơi quên rồi. Chơi cái này là chúng ta phải giờ là chơi thường xuyên mới nhớ được cốt truyện, chứ lâu lâu vô lại để coi mình mò tí rồi. À, cái này cần phải hai người để gạt.
Come on, you can't be serious. Thôi, bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi. I do. Rồi rồi rồi. Ôi má ơi ghê quá. Miếng máu coi nè. Rồi, được rồi. Ghê quá. Trời còn nữa trời, trời ơi. Cứu tôi, ôi trời ơi, còn sau lưng nữa trời. Toàn. Go to hell, you rusty piece of shit. Machine. Bây giờ mình chỉ còn một cây súng nhắm thôi mọi người ơi. Làm gì với nó bây giờ? Rồi xong. Hey, are you okay? Yeah. Nãy giờ thì các bạn cũng thấy là mình bắn tán loạn nãy giờ. Số FPS từ 3 mấy cho tới 5 mấy. Nói chung là ổn đấy chứ. CPU là 24%, GPU là xài hết công suất luôn. Nhìn cũng đẹp. À, đối với cái tựa game này thì chúng ta cần phải nâng mắt độ sáng màn hình lên. Đó, cho dễ nhìn. Rồi bây giờ thì mỗi người sẽ lại đây giữ một bên. Hey, come get this lever. Okay. Rồi, cùng mở cửa nè. Chơi cũng tương đối mượt. Full HD. Rồi lấy thêm được món đồ nữa. Đi tiếp. Chỗ này thường thường hay xuất hiện mấy người ấy lắm. Pin thì còn lại khoảng 34% pin. Hơi ghê. Chạy. Rồi. Qua bên đây là phòng của cái ông bán đồ. Vô đây để sell game luôn cũng được. Welcome. I got something new for you. Mua một bình máu đi. Nâng cấp giờ cho nó rộng ra. Trời.
An interesting choice. I mean it in a good way. So, which and pleasant travels. Rồi, như vậy là mình đã test xong game Resident Evil 2 ha. Với con Rock Alive này, để chế độ graphic dạng cân bằng là các bạn có thể chơi ổn định ở cái mức gọi là 35 cho tới 50. Mình thấy là một mức ổn cho một tựa game bắn súng góc nhìn ngang vai như vậy. Nó không có quá là nhanh ha. Rồi bây giờ mình sẽ out ra. Mình test tiếp tựa game tiếp theo. Bây giờ mình sẽ chơi game bắn súng góc nhìn nhiều thứ nhất luôn. Cũng là Resident Evil nhưng mà sẽ là Resident Evil 8 nha. Coi coi nó có adapt được hay không. Rồi bây giờ mình đang trong cái khu vực setting của con game Resident Evil 8 ha. Đây cũng là một tựa game rất là nặng luôn. Các bạn sẽ thấy là vừa mới vô thôi là nó đã bị out luôn toàn bộ những cái gọi là cái card graphic của mình rồi. Cho nên bây giờ phải chỉnh lại sao cho nó phù hợp. Bây giờ để chế độ recommended đi. Đó, thì để coi như thế nào ha. Full screen, full HD 120Hz, frame rate variable. Thực ra cái này là một cái gọi là nâng upscale cái hình ảnh lên, nhưng mà nó sẽ gọi là tối ưu về cái mặt gọi là performance hay là về cái việc gọi là về cái quality của cái hình ảnh, thì mình thấy là chắc là nên để cân bằng đi. Rồi vào game trước rồi lát tính tiếp. FPS bây giờ đang là ngon vậy, trên 60 luôn nè mọi người. Ngon vậy. Survivors tương đối đẹp. 71 FPS. Rồi, thì mình thấy là cái setting này nó ổn đó mọi người. Để chế độ bình thường. Full HD. Nói chung mà từ nãy giờ những tựa game mình test chưa có tựa game nào mà phải chế để chế độ low setting hết nha, toàn là medium hoặc là để mặc định luôn á. Nếu mà như vậy thì quá hay rồi. Có tiếng con gì nó gầm gầm quay tay à? Hey.
Có con nào nó gầm hoài bay ơi. Ghê vãi. Ôi. Ôi. Từ từ bạn ơi. Anh em nói chuyện bạn ơi. Thôi, bấm lại cái đi. Ơi. À. Ông già. Thôi. Chạy đi. Không cần phải đấu với ổng. Đạn dược thì ít. Trời ơi trời. Trời ơi, thôi cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Tới đây thôi, sorry các bạn nha. Game này mình chơi hơi gà, nó quýnh mình gần chết luôn. Từ game này mình chơi được tới số bé rất là ổn định luôn á, 7 mấy 8 mấy luôn. Nói chung là tối ưu cực kỳ tốt luôn. Bây giờ còn khoảng 23% pin. Bây giờ mình sẽ tới tựa game Black Myth Wukong đi. Đây một tựa game nhiều bạn đam mình hơi nhiều khi mình test cho con MSI Claw ha. Rồi, mình sẽ nói về cái việc tại sao con máy này nó lại chơi mượt được cái tựa game này. Rồi, và đây là tựa game Black Myth Wukong ha. Bây giờ mình đã chơi hết tựa game này một lần rồi, mình đang chơi lại New Game Cộng. Thì mình sẽ chia sẻ với bạn làm sao để mình có thể chơi mượt trên một cái máy nhỏ gọn như vậy. Đầu tiên khi mà các bạn vào phần graphic á, mình sẽ nói luôn
đó chính là cái tựa game này các bạn mà muốn chơi mượt nhất có thể thì các bạn phải cần làm hai việc. Cái việc đầu tiên là các bạn nên chỉnh display lại về độ phân giải là HD mà thôi, có nghĩa là 1280x720. Bởi vì khi mà các bạn mà giảm được cái độ phân giải màn hình xuống thì cái việc gọi là những cái gánh nặng dành cho cái cạn độ họa của cái con ROG Ally X này nó sẽ giảm đi đáng kể luôn. Tiếp theo các bạn sẽ vô phần graphics và các bạn chỉnh cái phần gọi là Super Resolution Sampling này á, về cái dạng FSR. Lý do tại sao lại chọn FSR? Bởi vì chiếc máy của chúng ta đang chạy một cái con SoC của AMD và nó sử dụng cái công nghệ gọi là upscale hình ảnh và giống như gọi là giảm những cái gánh nặng của cái cạn đồ họa dựa trên công nghệ của AMD luôn. Chính vì vậy chúng ta chọn FSR ha. Nếu như mà trên cái con mà MSI Core trước đây á, mình để XeSS bởi vì con cái máy đó nó xài cái con chip của Intel, cho nên đây là công nghệ của Intel thì chúng ta sẽ chuyển qua ha. Còn bây giờ thì chúng ta để FSR là được rồi. Và cái độ phân giải gọi là Super Resolution thì các bạn để tầm 89 hoặc là 90 thôi, để 100% thì nó sẽ hơi lắc một tí xíu. Ray tracing thì cũng tắt hết. Nhưng mà lý do tại sao mình để những cái này nó tắt như vậy là bởi vì mình sẽ nghiêng về cái việc gọi là để cái mức độ họa gọi là medium. Bởi vì nếu như mà để low hết á, thì nó sẽ khá là xấu. Rồi bây giờ mình sẽ vào game mình thử cho bạn coi liền ha. Như bạn cũng thấy đây thì mình đã bắt đầu vào game rồi. Và cái số FPS mình nhận được ở thời điểm hiện tại là trên 50. Đối với một tựa game action thì đây là mình thấy là một cái mức nó ổn. Bây giờ mình sẽ vào combat thử coi nó sẽ giật như thế nào ha. Đó, khi combat đánh thì nó sẽ giật xuống khoảng 40 mấy. Và sau khi đánh xong thì nó sẽ lên lại 50 mấy. Và mình thấy đây là một mức rất là ổn để các bạn có thể chơi được. Trên cái con MSI Core khi mà mình để chế độ gọi là low setting toàn bộ và mình chơi thì cái hiện tượng giật lắc á, giống như nó bị gọi là bị tràn RAM á, nó sẽ thường xuyên luôn, cho nên nó giật rất là nhiều. Còn trên con máy ROG Ally X này thì gần như là mình sẽ không bị xuất hiện trường hợp đó ha. Đây chính là lý do tại sao mà ROG Ally X là một trong những cái máy đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại như mình nói. Đó là bởi vì nó được trang bị tới 24GB RAM. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao những cái mẫu máy bàn hay laptop chơi game có RAM 16GB thôi mà mình không nói, mà lại một cái máy ROG, một cái máy MSI Core mà 16GB thì lại thua thiệt con này. Lý do là bởi vì những cái máy laptop gaming mà các bạn thấy trước đây á, nó là có RAM 16GB đi ha, mặc định, nhưng mà nó xài cạc đồ họa rời. Và cạc đồ họa rời của nó đã có một cái VRAM riêng rồi. Ví dụ như là 4060 thì chúng ta sẽ có 6GB VRAM, lên tới 4070 là lên tới 8GB. Đó, nó là như vậy. Còn tất cả những cái máy chơi game handheld đến hiện tại thì đều xài cạc onboard hết. Chúng ta khi mà với con chip mà Intel Ultra 7 á, thì chúng ta xài cạc Iris Xe. Còn ở trên cái con này thì nó xài cạc của AMD luôn. Và cái việc xài cạc onboard nó sẽ không có một cái bộ nhớ riêng mà nó phải share RAM. Nó sẽ share chung bộ nhớ với thanh RAM. Chính vì vậy các bạn sẽ thấy là cái máy ROG Ally X này của mình nó share tới 8GB RAM. Nó lấy từ RAM ra. Chính vì vậy khi mà các bạn chơi game các bạn sẽ thấy là RAM để xài đó là 16GB. Còn RAM dành cho cạc đồ họa sẽ là 8GB, tổng cộng là đúng 24GB đúng không? Còn riêng với con mà MSI Core á, thì chúng ta chỉ có 16GB RAM thôi. Và nó không đủ để chúng ta share cho cái cạc đồ họa. Chính vì vậy chơi hiện tượng bị tràn RAM là lúc nào cũng xảy ra, nó giật rất là khó chịu. Và những lúc mà đánh boss nó gần như mình không thể nào đánh được. Còn riêng cái máy này thì nó thoải mái thôi, chơi rất là mượt mà luôn. Ăn một gậy. Một nốt nhạc à. Cái số FPS mà nó xuống cực kỳ căng luôn, là xuống khoảng chừng tầm 30 mấy. Nhưng mà nó vẫn gọi là đủ mượt cho các bạn chơi ha. Cái này là do mình đang cố tình mình áp cái độ phân cái mức độ họa gọi là medium ha. Bây giờ mình thử cho bạn coi nè. Bây giờ mình vào cái phần setting mình chỉnh xuống low luôn thì các bạn sẽ thấy là nó còn tốt hơn như thế nữa. Thì cái này là tùy gu của mọi người ha. Đối với mình thì số FPS tầm 30 mấy tới 50 mấy là đủ chơi rồi. Đây mình sẽ để xuống dưới low hết. Rồi, apply. Đó. Mình để về low hết.
các bạn sẽ thấy là số FPS nó nhảy lên hẳn luôn. Đó, cái này thì tùy thôi, thì các bạn muốn kiểu nào cũng được. Chạm ngưỡng 60 luôn nè mười. Mức tiêu hao của GPU khi mà mình để low á, thì nó rơi vào khoảng 80%, còn CPU thì tầm 20 mấy thôi. Thì Sierra, các bạn để ý gì không? Nãy giờ trong tất cả những cái tựa game mình test á, CPU nó không bao giờ nó vượt lên mức gọi là 50 mấy tới 60 mấy% hết. Nó chỉ dừng lại ở mức gọi là 20 mấy 30 mấy thôi. Thì có thể nói là điều gì? Có nghĩa là CPU tính tới thời điểm hiện tại nó đã quá dư cho nhu cầu rồi. Hả? Nhiều bạn trong cái video mà MIPOL hôm trước mình làm á, thì nhiều bạn nói là con chip Intel Core Ultra 7 nó yếu. Nhưng mà thật sự con Ultra 7 sao mà yếu được? Các bạn thấy con Asus mà bữa trước mình review không? Một con máy Asus G16 xài Ultra 7, Ultra 9 hay Ultra 7 gì đó, nhưng mà cái mức giá lên tới 60-70 triệu đồng thì tất nhiên con chip nó đâu yếu được. Nhưng là bởi vì nó bị thiếu RAM, cho nên các bạn chơi các bạn sẽ thấy là cái cạn đồ họa nó không có đủ cái lượng VRAM để nó có thể gọi là chạy game mượt mà. Cho nên mình nghĩ tính từ năm sau nha, cái mẹo luôn, các bạn mà muốn mua máy chơi game cầm tay á, các bạn tìm con nào có RAM từ 24GB trở lên cho mình. Mình nghĩ chắc chắn là những cái hãng mà làm máy chơi game cầm tay những năm sau họ sẽ cho cái mức RAM là 24GB RAM hoặc thậm chí là 32GB, là hai thanh 16GB RAM luôn. Đó thì nó sẽ rất là mượt. Còn chip thì các bạn yên tâm, chip bây giờ nó quá ngon rồi. Năm sau nha, năm sau mình thấy cái con chip mà Core Ultra thế hệ mới á, với lại con AMD mới của năm 2025 á, nó mạnh hơn đáng kể luôn nha. Cho nên mình nghĩ là những cái tựa game như vậy là chơi cực kỳ thoải mái luôn. Còn ở thời điểm hiện tại thì nếu như bạn nào mà mua máy chơi game chính hãng tại thị trường Việt Nam đi, thì với mức giá 25 triệu thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo luôn rồi, không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Còn nếu như mà không chơi những tựa game nặng gì, chơi những tựa game dạng nhẹ nhẹ như là Batman hay những tựa game giả lập, thì các bạn có thể cân nhắc con MSI Claw mình làm bữa trước, giá chỉ 15 triệu thôi, nó lệch 10 triệu so với con này. Ôi, đi quá trời đi luôn. Chạy xuống low setting là số FPS nó mượt hẳn luôn ha mọi người. Rồi, nhìn một vòng. Lúc này là mình lấy được cái bộ đồ của Tề Thiên Đại Thánh rồi, full set luôn. Cái gậy như ý cũng lấy luôn. Nhưng mà vẫn bị boss thành như con thôi mọi người. Trong đây đồ xịn nó không có ý nghĩa, chết là vẫn chết thôi. Rồi, như vậy thì mình đã test xong cái tựa game Blacksmith Wukong này rồi ha. Bây giờ mình sẽ kết bài thôi, nãy giờ mình cũng chơi khá là lâu rồi. Bây giờ là đúng 12 giờ, mình test cái máy này vào lúc 10 giờ 20. Tính ra là cũng gần 2 tiếng rồi. Và cái thời lượng pin còn lại là khoảng 13%. Ban đầu do mình có setup, mình có nói là mình không có test từ 100% mà chỉ test từ 90%. Cho nên cái mức pin còn lại các bạn có thể chơi thêm được khoảng nửa tiếng nữa. Suy ra, một cái máy chơi game cầm tay có một cái viên pin lớn như vậy, nếu như chơi ở gọi là chế độ turbo và để full độ sáng màn hình thì các bạn có thể chơi thoải mái an toàn trong khoảng chừng 2 tiếng là các bạn ok. Sau đó các bạn có thể cắm sạc, và lưu ý nha, sạc thì sạc PD cho nó, cái mức công suất nó trên 100W thì các bạn có thể pick cái máy này lên 30W điện thì nó sẽ còn tốt hơn nữa. Nãy thì mình rút ra được 3 ý so với con ROG Ally X này nha. Nếu ở thời điểm hiện tại các bạn có 25 triệu thì chắc chắn đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn luôn. Cái thứ hai, máy này khi mà rút điện ra chơi vẫn cực kỳ ngon. Đây chính là lý do tại sao mình làm cái video này mình không cắm điện cho để mình test 30W. Mình chỉ test 25W cho các bạn thôi, nhưng mà nó đã chơi tốt hầu như tất cả mọi tựa game mình đưa ra, từ những tựa game nhẹ nhàng cho tới những tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất, bắn súng góc nhìn người thứ ba, tới tựa game nặng như là Blacksmith Wukong hay là God of War thì nó đều chơi một cách cực kỳ ok. Cho nên nếu như các bạn mà còn cắm điện nữa thì nó sẽ còn ngon lành hơn nữa ha. Nhưng mà tất nhiên rồi, máy chơi game cầm tay thì không phải là cắm điện là nó tối ưu đâu. Mình đã mua máy chơi game cầm tay là mình phải cầm ra ngoài mình chơi rồi đúng không nè. Cứ cắm điện suốt thì mua PC cho rồi. Đó là cái ý thứ hai mình muốn nói về cái máy này. Cái thứ ba, cái thời lượng pin cái máy này quá tốt, 80W giờ, giúp cho mình có thể chơi thoải mái liên tục 2 tiếng đồng hồ. Và cái kiểu cầm thiết kế nó cũng công thái học, nãy giờ mình chơi liên tục các bạn thấy không, cũng không hề quá là mỏi tay. Tất nhiên là các bạn phải có một cái điểm tựa nha, chứ bạn mà cầm tay cầm như vậy thì chắc chắn là nó mỏi tay rồi. Rồi, và đó là tất cả những gì mình muốn nói về cái mẫu ROG Ally X này.
rất là đáng mua luôn, cho mức giá 25 triệu đồng. Còn nếu như các bạn mà hầu bao ít hơn, chỉ khoảng mười mấy triệu thôi, thì các bạn càng có thể cân nhắc con MI Claw ha. Tất nhiên con đó thì chơi những tựa game mà đồ họa quá cao thì RAM nó bị thọt, thì nó sẽ bị giật lắc nhiều đáng kể so với cái con máy này. Bạn nào có câu hỏi nào liên quan tới ROG Ally X hoặc là những cái máy chơi game cầm tay khác, hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ xem và trả lời cho các bạn nhé.